Anh em sinh viên thời buổi bây giờ đi ăn sinh nhật thì nó cũng muôn màu muôn vẻ lắm. Trước thì cứ sang nhà nhau, đứa góp cân thịt, đứa góp mớ rau, thằng thì mua chai nước, thế là đủ bữa lẩu cho anh em tình cảm rồi. Thế nhưng mà bây giờ nhá, ăn sinh nhật nó cũng phải là nhà hàng không? Hàn Quốc đấy, 265 cành thôi, cũng gọi là vừa phải, cơ mà nó phải là buffet á. Ăn được bao nhiêu không biết, cơ mà cứ phải thế đã. Chưa cần kể đến cái món chính nó như thế nào, đã là buffet Hàn Quốc thì tối thiểu nó phải có ban chan ăn kèm đúng không? Ngoài ra thì cũng phải có thêm mấy cái món như kiểu là trứng hấp nóng hổi, cơm trộn nồi đá, miến lạnh rười rượi, vân vân và mây mây, cũng phải ở trong cái set buffet không? Gọi là nó có phải là thoải mái. Món chính nhá, không cần biết nó là bì heo, nạc vai, sườn, gà nướng hay là ba chỉ bó cái gì, không quan tâm. Chỉ quan tâm ăn là nó phải Hàn Quốc, ăn là nó phải thấy được cái hương vị lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta. Ăn xong là phải bắn được vài câu tiếng Hàn sụp số thì nó mới là chuẩn bài. Ăn xong là phải có cái gì đấy tráng miệng, kem chẳng hạn chắc chắn rồi. Kể cả có là thêm 10 cành để gọi kem không giới hạn thì nó cũng quá là easy luôn. Ngồi nói chuyện còn lâu cơ mà. Đấy nó mới là phần ăn thôi nhá. Phần nhìn nó cũng rất là quan trọng trong một buổi sinh nhật luôn. Đầu tiên là bàn ăn là có phải lung linh sắc màu cái đã. Một năm có một lần thôi, check in story nó có phải là lồng lộn lên là rõ. Mà có ai chụp story chỉ chụp mỗi một ảnh không? Không, hiển nhiên rồi. Đã là sinh nhật mà lại còn phong cách Hàn Quốc thì chắc chắn là phải có quả ảnh ngồi húp canh rong biển giữa một cái không gian Hàn Quốc vừa cổ kính vừa hiện đại rồi, không né đi đâu được. Là còn chưa kể đến mà vài anh em sinh viên hướng ngoại hướng tùm lum, không chỉ mời một vài người thân thiết đâu mà mời nguyên cả cái giảng đường đại học đi thì sao? Thì phải có phòng VIP tùy kích cỡ từ khá đông cho đến đông hãi hùng luôn chứ còn sao nữa. Đấy, có cái buổi sinh nhật cho anh em sinh viên thôi mà giờ nó muôn màu lắm, nó nhiều yêu cầu lắm. Tìm đâu ra cái chỗ nào mà nó thỏa mãn được từng đấy yêu cầu bây giờ? Đây, Dục Sam hiện lên và nói, đây, 43 ô chợ dừa, đến đây và bạn sẽ biết thế nào được gọi là một buổi sinh nhật muôn màu muôn vẻ nhá.